Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ở trong loạt bài mà chúng ta đã bắt đầu trong tuần rồi. Chúng ta đang học về quyền năng để thay đổi. Lần trước chúng ta đã giải quyết cái vấn đề đó là khi chúng ta bị mất gốc, có một cái lỗi thì không biết vì cái lý do nào đó thì đăng ở trên tên của đề tài của chúng ta trước ở trên Facebook thì là mất gốc. Thì nó không phải mà là mất gốc như tôi đã kể với anh chị em. Đi câu cá mà chúng ta bị mất gốc là cái khó chịu nhất. Trong khi những người xung quanh thì họ đang bắt được cá, còn mình nữa thì cái lưỡi câu của mình bị dính ở dưới cái gốc cây hay là cái nhánh cây gì đó ở dưới đáy hồ hay là ở dòng sông, đáy sông. Thì chúng ta sẽ gặp trở ngại trong cái này. Khi chúng ta bị kẹp, chúng ta bị bế tắc, chúng ta phải làm gì trong cái việc chúng ta muốn thay đổi? Bởi vì nếu chúng ta nhìn nhận và thật lòng thì chúng ta thành thật thì chúng ta thấy rằng đầu năm chúng ta thường có một cái gọi là những cái quyết tâm. Chúng ta muốn giảm cân, chúng ta muốn có những cái công việc mà chúng ta đáng lý phải làm lâu rồi nhưng mà bây giờ thì chúng ta chưa làm được. Chúng ta muốn đọc hết Kinh Thánh một lần, qua một lần, hay là chúng ta muốn có nhiều thời giờ hơn để cầu nguyện. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta thấy rằng không bao lâu, theo một cái cuộc nghiên cứu thì đến ngày thứ sáu, thứ nhì của tháng Giêng thì đa số đã đầu hàng, bỏ cuộc trong những cái quyết tâm của mình. Ra cuối cùng thì cái cân nặng của chúng ta nó vẫn nặng hơn là chúng ta mong muốn. Chúng ta thấy Kinh Thánh thì muốn đọc hết Kinh Thánh, nhưng mà qua được cái sách Sáng Thế Ký, Xuất Ê-tô Ký, qua đến Lê Vi Ký là nó dừng lại. Bởi vì chúng ta không thể quyết tâm được vì chúng ta bị mắc kẹt, chúng ta bị bế tắc. Và những điều khác nữa trong đời sống chúng ta muốn thay đổi nhưng mà không thể thay đổi được. Lý do là bởi vì chúng ta muốn thay đổi hành vi. Trong khi đó, đường lối của Chúa là chúng ta phải thay đổi được Chúa, Ngài biến đổi chúng ta từ tâm linh của chúng ta, từ bên trong ra ngoài. Chúng ta sửa bên ngoài, đó là chuyện gốc ngọn, xin lỗi ngọn ngành. Nhưng mà chúng ta để Chúa, Ngài biến đổi chúng ta từ bên trong, là chúng ta giải quyết từ nơi gốc rễ của vấn đề. Thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể kinh nghiệm sự thay đổi thật. Hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về một điều cũng rất là quan trọng trong việc chúng ta thay đổi. Đó là chúng ta cần phải ngừng tự nói chuyện tiêu cực. Ngừng tự nói chuyện tiêu cực. Bởi vì chúng ta có thể bị lừa dối mà chúng ta mở miệng ra là chúng ta nói chuyện tiêu cực. Tiêu cực về chính mình, về hoàn cảnh và nhiều khi cũng nói một cách tiêu cực về đức tin của chúng ta. Nên hôm nay xin Chúa Ngài ban phước. Ê-phê-sô chương 4 câu 21 đến 24 ghi lại cho chúng ta những điều tuyệt vời diễn ra ở trong đời sống của chúng ta và những gì Chúa muốn chúng ta thực hiện sau khi chúng ta nhận được sự sống mới trong Chúa. Vì anh em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài đúng như chân lý trong Đức Chúa Giê-xu. Vậy, anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá. Nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em và mặc lấy người mới là người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết. Ba câu Kinh Thánh này cho chúng ta rất là nhiều lẽ thật. Có những cái từ tại đây mà chúng ta biết rằng ý nghĩa của nó rất là lớn. Chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta phải thay đổi. Lý do là bởi vì chúng ta đã nghe về Ngài, về những gì Đức Chúa Giê-xu Ngài đã làm cho chúng ta, sự phục hồi của Ngài cho đời sống của chúng ta. Như sáng hôm nay trong Thi Thiên thứ 8, chúng ta đã có thời giờ trong sự kêu gọi thờ phượng. Chúng ta được nhắc nhở đó là vì tội lỗi, chúng ta hụt mất sự vinh hiển của Chúa. Đức Chúa Trời Ngài dựng nên con người chúng ta giống như Ngài, theo ảnh tượng của Ngài. Rồi Ngài lấy sự vinh hiển và sang trọng Ngài đội cho chúng ta như một cái mão miệng. Nhưng mà khi tội lỗi đến thì con người chúng ta đánh mất hay là hụt mất cái sự vinh hiển đó. Bây giờ chúng ta không còn ở trong cái địa vị mà Chúa Ngài đã định nữa. Nhưng cảm ơn Chúa trong Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta được nghe nói về Ngài, Đấng đã đến thế gian này chịu chết đền nợ tội thay cho chúng ta, để tội lỗi chúng ta được tha thứ và Thánh Linh của Chúa đến trong chúng ta tái sanh chúng ta, khiến cho thân thể chúng ta ngày hôm nay không còn định cho cái việc sống tội lỗi và chúng ta đổ tất cả những cái rắc rến của đời này vào trong thân thể này. Nhưng bây giờ xứng đáng để Chúa Ngài sẽ ngự ở trong chúng ta. Chúng ta trở nên đền thờ của Chúa nơi Chúa ngự. Thân thể chúng ta. Cảm ơn Chúa không phải chúng ta, nhưng mà bởi Chúa Ngài đã làm, Thánh Linh của Chúa đã biến hóa chúng ta
và khiến cho chúng ta ngày hôm nay xứng đáng để chúng ta chuyên trở và mang sự hiện diện vinh hiển của Chúa ở với chúng ta, đi với chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi. Khi nãy chúng ta có hát một cái bài hát, tác giả, người nhạc sĩ đã sáng tác cái bài này với một cái thắc mắc. Nhiều năm vật lộn với vấn đề, làm sao tôi lại có thể được những điều mà Kinh Thánh nói? Làm sao tôi có thể sống cái thánh khiết? Làm sao tôi có thể là người mang sự hiện diện của Chúa đi khắp mọi nơi? Cuối cùng thì đã khám phá ra được không phải bởi sức riêng của mình, nhưng bởi ơn Chúa Ngài ban cho. Ngài cứu, rồi Ngài cất nhắc và Ngài đặt để đồng ngồi với Đấng Christ ở các nơi trên trời tại ngôi vinh hiển. Ngài ban cho mão miệng của sự vinh hiển và ban cho thẩm quyền để có thể sống của sự sống mà Chúa Ngài đã định. Hầu cho thẩm quyền đó được thể hiện khi chúng ta mở miệng ra, chúng ta công bố thì phép lạ xảy ra. Chúng ta mở miệng ra, chúng ta công bố thì thành trì như Jericho cũng phải sập xuống ở trước tiếng hô vang của tuyển dân của Chúa, của nhân loại Israel. Đặc ân chúng ta được mang sự vinh hiển của Chúa và sự đắc thắng của Ngài trong cuộc đời của chúng ta. Vì tất cả những gì Chúa Giêsu Ngài đã làm, vì anh em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài. Ở trong bản tiếng Anh thì được dạy dỗ trong Christ, trong Đấng Christ. Chúng ta được dạy dỗ ở trong Đấng Christ. Ngài đã cứu, Ngài đã chuộc, Ngài đã được sức giàu, Ngài đã làm những điều gì để giúp đỡ cho chúng ta. Đúng theo như chân lý ở trong Đức Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Anh chị em để ý đến điều đó, chân lý. Vậy anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước. Cho chúng ta thấy ở tại đây, hồi trước mình đi mua, mình đi sắm, mình mặc những cái áo này. Sanh ra không ai là nghiện rượu hết. Lần đầu tiên mình uống cái ly rượu thì nó cay quá, phải nâng một cốc vô xong rồi phải nó cay quá. Mấy anh em mà đã từng uống rượu nghe cái này thì đừng nhớ về cái di hình của Kiều nha. Mà tôi đang diễn tả lại để những người khác có thể biết rồi đó. Việt Nam của chúng ta là phải có một cái hậu thuẫn là phải chụp liền một cái ly nước đá lạnh gọi là để chữa lửa. Nâng một cốc vô, khè ra một cái, bóp cái ly chữa lửa vô bởi vì nó cháy quá. Nhưng mà uống riết rồi thì mặc cái áo của hư hỏng của dấu trá đó. Pha là cocktail là đủ mọi thứ hết. Và những thứ tội lỗi khác. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có mặc được vào thì bây giờ chúng ta có thể lột bỏ nó được. Cho nên lời của Chúa bảo chúng ta hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn của dấu trá. Nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em. Anh em để ý đến chữ đổi mới tâm trí. Tí nữa chúng ta sẽ nói về điều đó. Và mặc lấy người mới. Cảm ơn Chúa. Lột bỏ người cũ, mặc lấy người mới. Như vậy chúng ta thấy rằng có một cái quyết định và có một cái việc có thể xảy ra trong chúng ta. Người mới này là gì? Là người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Trong chân lý, một lần nữa chúng ta để ý đến chân lý công chính và thánh khiết. Cảm ơn Chúa. Ba câu kinh thánh này tôi khuyến khích anh chị em về suy gẫm về điều này để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự thay đổi thật, để giúp cho chúng ta nắm được những lẽ thật này và áp dụng trong đời sống của mình. Thì tôi xin đặt ra một số những câu hỏi và chia sẻ với anh chị em một số những cái ý niệm để giúp cho chúng ta. Như chúng ta đã nói đến tuần trước, rất là quan trọng khi chúng ta có những cái lối suy nghĩ đó là Chúa Ngài làm hết tất cả, Ngài kéo chúng ta đến với Ngài, Ngài cứu chúng ta, Ngài đem chúng ta vào nhà của Chúa, xong công việc của Ngài, bây giờ đến phiên chúng ta. Mình phải tự lo. Đó là một cái thái độ, một cái lối suy nghĩ sai. Đúng, Chúa làm, nhưng mà Chúa Ngài không dừng lại rồi giao cho chúng ta phần còn lại. Con ráng cố gắng. Ta chúc con may mắn. Không có. Một cái ý niệm sai thứ hai. Đó là tất cả là Chúa làm. Tất cả là Chúa làm. Mình không có cần làm cái gì hết. Cái đó cũng sai. Mà cái lối suy nghĩ rất là quan trọng theo như lời của Chúa, đó là Chúa làm qua mình. Chúng ta bằng lòng và mời để Chúa Ngài hành động xuyên qua đời sống của chúng ta. Đó là điều rất là quan trọng mà chúng ta cần nhớ. Bây giờ, chúng ta đặt một vài câu hỏi. Có bao giờ anh chị em dừng lại để tự vấn là tại sao bạn lại làm như vậy, làm như thế? Có bao nhiêu người trong chúng ta đã dừng lại để hỏi bản thân của mình, tại sao khi nãy
Người ta nói một cái câu như vậy nhưng mình đớp họ lại như vậy. Tại sao tôi làm như vậy? Vì nếu chúng ta không kiểm soát thì rất có thể trong một tình huống tương tự chúng ta lại sẽ phản ứng bằng những hành động tương tự. Muốn thay đổi chúng ta cần phải biết điều gì đang diễn ra trong chúng ta. Tại sao bạn thường làm những gì bạn làm ở trong các tình huống khác nhau? Dường như nó có một cái nếp, dường như nó có một cái khuôn mẫu mà chúng ta thấy cứ lặp đi lặp lại trong đời sống của mình. Một số ví dụ tôi sẽ đưa ra ba loại tình huống phổ biến để chúng ta có thể thấy được liên quan đến đời sống tin kính Chúa của chúng ta. Đó là bạn làm gì vào buổi sáng? Bạn làm gì ở tiệm ăn, ở nhà hàng? Bạn làm gì với số tiền của mình? Và tại sao bạn làm như vậy? Có nhiều người trong chúng ta thành thật mà nói vào buổi sáng, khi chuông đồng hồ báo thức kêu, bạn giơ tay và nhấn cái nút báo lại. Có ai không? Có người gật đầu thôi. Chúc mừng những người còn lại, quý vị là những người đang rất tốt, hãy tiến triển ở trong ơn của Chúa. Bạn là người đầu tiên đến tất cả các cuộc họp. Bạn sẵn sàng để dự phần vào. Và nhiều khi bạn làm cho những người còn lại phát điên lên được vì cái sự sẵn sàng của bạn. Tới sở làm cũng vậy. Trong khi mọi người còn phải ráng kiếm cà phê uống cho nó tỉnh ngủ thì bạn đã vào và sẵn sàng mở máy lên chạy. Tại sao bạn làm như vậy? Khi bạn đến một tiệm ăn, một nhà hàng, có một số những lựa chọn tốt cho sức khỏe và cho có một số lựa chọn ngon hơn, ngon miệng hơn, khoái khẩu hơn. Có bao nhiêu người trong số các bạn hầu như lúc nào cũng chọn thức ăn tốt, lành mạnh hơn cho sức khỏe. Lần này không có ai gật đầu, không ai nhúc nhích hết. Như vậy hầu như không có ai ở đây. Có nghĩa là chúng ta là những người thường hay chọn những cái món ăn khoái khẩu, không nhất thiết là nó là lành mạnh. Nhưng mà có ai đó luôn luôn là chọn những cái món thịt thật là lành mạnh, thật là tốt. Thịt gà. Đi tiệm nào gọi thức ăn thì gia đình cũng nói thịt gà, thịt gà. Nó không có mỡ. It's a white meat. Đi ăn gà chiên cũng lựa ức gà chứ không có đùi gà, bởi vì đùi gà nó thuộc về dog meat. Nó có mỡ trong đó. Trong khi những người khác thì chọn dog meat, chọn những món khoái khẩu hơn. Rồi cộng thêm nữa là cho thêm một miếng bánh và một cái ly kem nữa. Tại sao chúng ta làm những việc như vậy và chọn như vậy? Nói vấn đề tài chính. Anh chị em không cần phải đưa tay cái điều này bởi vì nó riêng tư. Nhưng mà tôi tự hỏi có bao nhiêu người trong chúng ta luôn đặt Chúa hàng đầu trong đời sống tài chính của mình. Như phương châm của VBC Houston đây mà tôi đã dạy và truyền thụ cho anh chị em. Dâng cho Chúa thì giờ đầu tiên của Ngài. Dâng cho Chúa ngày đầu tiên của tuần. Là ngày Thánh Nhật chúng ta về nhà Chúa thờ phượng Chúa. Dâng cho Chúa phần đầu tiên của lợi tức của mình. Phần 10 đầu tiên của lợi tức của mình. Nếu chúng ta làm ba điều đó, đời sống của anh chị em chắc chắn sẽ được phước của Chúa đến độ mình không có chỗ chứa. Về tài chánh, Chúa hứa rằng Ngài sẽ lấy phước của Chúa trên thiên đàng đổ xuống và Chúa chỉ mở cửa sổ thôi nha. Thì chúng ta cũng không có đủ chỗ chứa. Đời sống hầu vì Chúa của chúng ta đầy ơn, đầy quyền của Chúa khi chúng ta dành cho Chúa cái thời gian đầu tiên của Ngài của mình. Đời sống gia đình của chúng ta sẽ hết sức phong phú đầy sự hiện diện của Chúa khi chúng ta dâng cho Chúa cái ngày đầu tiên của tuần. Nhưng mà sự thật đó là có bao nhiêu người thật sự dâng cho Chúa phần 10 đầu tiên và quản lý một cách khôn ngoan những gì còn lại trong tay của mình, 90% còn lại. Và đã kinh nghiệm thấy sự thành tín của Đức Chúa Trời và hầu như luôn luôn có tiền dư ra. Dâng cho Chúa không mất. Người đời thì nói rằng cho ra mất, nhưng mà trong Chúa cho ra thì có phước hơn là nhận lãnh.
Cảm ơn Chúa. Xin Chúa nghe cho để sẽ có nhiều người không đưa tay lên bây giờ nhưng mà đưa trong lòng. Chúa nghe có thể ban phước trên chúng ta. Hay là bạn giống như nhiều người trên thế giới ngày hôm nay, tự hỏi là có bao nhiêu người trong số chúng ta tiêu gần hết số tiền mình có mỗi tháng, hoặc là thậm chí có thể tiêu nhiều hơn một chút so với số tiền mình có. Ok, cũng yên lặng luôn, hội thánh tốt quá. Còn nếu mà nó trúng đang đau lắm thì xin Chúa ngài giúp đỡ cho con để con thay đổi. Amen anh chị em. Nhưng tại sao chúng ta làm những việc như vậy? Có ba lý do. Thứ nhất, có thể là chúng ta cảm thấy bị bắt buộc để làm. Đây là một trong những lý do mà tại sao trong hội thánh của Chúa ở tại đây nói về vấn đề tài chính, chúng ta không có báo tài cáo tài chính ở giữa công chúng, cũng như chúng ta có một cái điều để giúp đỡ cho các bạn hữu chúng ta mới đến nhóm lại với chúng ta, đó là sự dâng hiến dành cho con cái của Chúa. Đối với các thân hữu, đây không phải là việc bắt buộc. Bên ngoài kia người ta nói rằng đi nhà thờ Tin Lành là bị bắt buộc dâng tiền đó. Nếu chúng ta làm việc bắt buộc, chúng ta không có phước của Chúa. Phải không chị em? Cảm ơn Chúa. Thứ hai là chúng ta muốn, chúng ta quan tâm, chúng ta muốn thực hiện những công việc đó để chúng ta giúp đỡ cho những người lân cận, vân vân. Thứ ba, đây là cái lý do rất xấu, đó là chúng ta muốn được người khác chấp nhận. Anh chị em có biết lý do lớn nhất mà chúng ta làm những gì chúng ta làm là gì không? Chúng ta làm những điều chúng ta làm vì những điều chúng ta nghĩ về chính mình. Trong Ngôn chương 23 câu 7 nói, vì điều hắn nghĩ trong lòng mới chính là con người của hắn. Chúng ta đã nhắc điều này rất là nhiều rồi. Chúa Giêsu nói rằng do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Có nhiều người người ta nói không, lỡ miệng một sư. Không, do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nó nói ra. Và đây Chúa ngài bảo chúng ta một cái điều, lời của Chúa tại đây lại cho chúng ta thấy một điều xa hơn là vì điều hắn nghĩ ở trong lòng mới chính là con người của hắn. Những gì chúng ta suy nghĩ trong lòng của mình, nó chính là con người của chúng ta. Đó là lý do mà chúng ta muốn thay đổi, chúng ta phải thay đổi những gì chúng ta nghĩ về chính mình, những gì chúng ta suy nghĩ trong đầu của chúng ta. Đối mặt với một tình huống, chúng ta dù không để ý nhưng mà chúng ta thường hỏi chính bản thân của mình ba câu hỏi trong tiềm thức. Câu hỏi thứ nhất đó là tôi là dạng người như thế nào? Câu hỏi thứ hai, đây là loại tình huống gì? Và thứ ba là một người như tôi sẽ làm gì trong tình huống như thế này? Đó là cái mà thú nhận với anh chị em này. Trong lúc coi lại những cái bài giảng mà chúng ta trực tiếp truyền hình qua Facebook Live để coi anh chị em ở khắp nơi, các đệ tớ của Chúa vào và họ có những cái dòng bình luận như thế nào tạ ơn Chúa. Chúng ta muốn thấy cái điều đó. Nhưng mà mở lên thì Facebook bây giờ nó có những cái video clip nhỏ nhỏ, nó gọi là Reel. Thì tôi không biết là nó theo dõi và biết tôi là mục sư thế nào, thì những cái clip Reel ở trong cái Facebook của tôi đó thì là thường có những câu chuyện nhân văn. Trong clip là có một người thấy một đồng 100 đô la, 100 Mỹ Kim ở trên đường. Một người đi ngang mà nhìn thấy 100 đô la đó, ba câu hỏi đặt ra: tôi là ai, đây là tình huống gì, và người như tôi sẽ làm gì? Thì việc gì đó diễn ra trong người đó, người đó bỏ đi. Có người thứ hai cũng thấy 100 đô la đó, đặt câu hỏi liền ở trong đầu của mình là ai, đây là tình huống gì, và người như tôi sẽ làm gì trong trường hợp này, trong tình huống này. Cúi xuống lượm tận 100, vì nói rằng của rơi mình lượm được nó thuộc về mình. Nhưng mà không ngờ cúi xuống có sợi chỉ nó kéo 100 đô la nó đi mất. Xấu hổ vô cùng. Một câu chuyện khác, tôi cũng thấy ở trên mạng, vì như câu chuyện này nó ở đâu, ở bên Âu Châu đó. Có một cô, cô đi xuống cầu thang, thì có một ông đổ rác. Ông đứng đó và bên cạnh đó là cái thùng rác. Thì cô này vì cái lý do nào đó bực dọc, không chào ông mà còn đẩy ông ra, lấy trên tay cầm hai cái túi, bực dọc ném một cái túi vào trong thùng rác bỏ đi. Ông đổ rác nhìn vào trong cái túi, thấy một cái túi đầy tiền ở trong đó. Ông kéo ra, ông mở ra và ông thấy đầy tiền ở trong đó.
không để vào trong áo của mình. Người này ra tới xe, nhìn lại thấy ở trên tay của mình vẫn còn cầm cái túi rác. Mà biết là nãy trong lúc bực dọc, trong lúc vội vàng, mình đã ném cái túi tiền của mình vào trong thùng rác và vẫn còn nằm ở trong tay cái túi rác của mình. Mau mau chạy lại. Nhìn cái ông đổ rác mà mình đã khinh bỉ, mình đã đẩy ông ra, mình đã bực dọc vì sợ mình đứng gần cái thùng rác, cái quần áo của mình nó hôi cái mùi rác, gần cái ông đổ rác này. Thì ông nhìn và ông biết là cô đang đi tìm cái túi tiền của mình. Ông lấy ở trong cái túi áo của mình, ông đưa ra nguyên một cái túi tiền. Cô mở ra và coi tất cả đều nằm ở tại đó. Cô rút một ít tờ đưa cho ông lắc tay, không cần. Mà cô đã có một cái sáng kiến lần này, cô lấy một ít, cô bỏ vào trong cái túi và bỏ cho trong thùng rác. Tôi là ai? Tình huống này là gì? Người như tôi sẽ hành động, sẽ làm gì trong tình huống này? Mỗi người trong chúng ta đứng trước một cái cám dỗ, chúng ta đứng trước một sự việc, đứng trước cái sự lựa chọn. Khi chúng ta nhìn cái thực đơn, mình sẽ gọi những thức ăn khoái khẩu hay là thức ăn lành mạnh. Tôi là con cái của Chúa, tôi sẽ làm gì trong tình huống này? Ba câu hỏi đó có khi chúng ta không có để ý, nhưng mà thật ra nó luôn giãn ra và nó rất là nhanh. Ở trong tư tưởng chúng ta làm quen rồi đó, thì chúng ta nhiều khi chúng ta cũng không hỏi. Không biết là mình tự hỏi những cái câu đó. Trở lại, đồng hồ báo thức reo. Loại người ngủ nướng thì chúng ta bấm nút ngủ thêm tới 7 lần. Còn có người khác thì mới reo một cái là nhảy ra khỏi giường và sẵn sàng để đối diện một ngày mới. Trong mỗi phần của cuộc sống của chúng ta, bạn làm những gì mình làm vì những gì bạn nghĩ về mình. Chúng ta làm những điều chúng ta làm bởi vì chúng ta nghĩ mình là ai. Chúng ta có thể dự phần vào để chúng ta nói hành nói tội người khác, bởi vì mình nghĩ mình là cái người hay tuyên truyền tin tức cho mọi người biết. Chúng ta chà đạp những người khác xuống để mình là người duy nhất, là tốt nhất ở trong nhóm đó. Tại mình nghĩ mình là người xứng đáng để được những cái địa vị hay là được sự chú ý của những người xung quanh như vậy. Cho nên chị em yêu dấu, nếu chúng ta muốn thay đổi những gì chúng ta làm, chúng ta hãy thay đổi những gì chúng ta nghĩ về mình. Nhưng chúng ta có một vấn đề rất là nguy hiểm ở đây, đó là những gì chúng ta nghĩ về chính mình thường đã bị bóp méo bởi kẻ thù chung của chúng ta là ma quỷ. Qua cái sự lừa bịp nói dối mà nó đã ảnh hưởng trên cách chúng ta nhìn về chính mình. Đức Chúa Giêsu nói về ma quỷ như thế này trong Giăng chương 8 câu 44 đến 45. Các ngươi ra từ cha của mình là ma quỷ và muốn làm theo dục vọng của cha mình. Ngay từ đầu nó là kẻ giết người và không đứng trong chân lý vì chân lý không ở trong nó. Chúng ta nhớ chân lý khi nãy chúng ta đã xem ở trong Ephesians chương 4. Trong ma quỷ thì không có chân lý. Chân lý chỉ có ở trong Đức Chúa Giêsu mà thôi. Ngài đã tự giới thiệu về chính mình, ta là đường đi chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Cho nên chúng ta nhận biết kẻ thù chung của chúng ta, nó không có chân lý ở trong nó. Khi nó nói dối thì nó nói theo bản tính của mình, vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Nhưng vì ta nói chân lý nên các ngươi không tin ta. Và đây là điều mà nó diễn ra. Và xin Chúa cho để chúng ta để ý đến điều này. Chúng ta nghe ma quỷ nó nói dối quen rồi. Khi Chúa Ngài nói những chân lý lẽ thật của Ngài, chúng ta không tin. Là chỗ mà chúng ta muốn thay đổi thật, chúng ta cũng phải thay đổi cái chỗ này. Ma quỷ nó đã nói và nó đã tuyên truyền, nó đã nói dối chúng ta, và dễ hơn để chúng ta tin những cái tin tức này từ ma quỷ. Có nhiều người đã tin Chúa ở trong nhà thờ, nói rằng Chúa Ngài toàn năng, nhưng không tin rằng lời của Chúa có quyền năng đủ để làm ứng nghiệm những gì lời của Chúa nói. Thì chúng ta không tin lời của Chúa. Lời của Chúa nói như vậy mà chúng ta nói nhưng mà, và thế này thế kia, và chúng ta không chịu làm theo. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta sẽ thay đổi.
Chúng ta lắng nghe đấng có chân lý vì Ngài là chân lý. Và chúng ta sẽ cẩn thận và bịt tai lại với cha của kẻ nói dối, cha của sự giả dối, bởi vì trong nó không có chân lý. Đáng tiếc là cuộc đời của chúng ta, xã hội ngày hôm nay, từ phim ảnh, tivi, tin tức, báo chí, tất cả đều nó bị ảnh hưởng bởi cha của nói dối này, cho nên tất cả những sự dối trá nó đổ xuống ở trên đầu chúng ta, vào trong lỗ tai chúng ta một cách gọi là kinh khủng. Và khi làm lễ dân con, tôi thường cầu nguyện cho các cháu, mà tôi cầu nguyện một cách hết sức là thành thật đó, là Chúa xin đặt hệ thống gặn lọc trên lỗ tai và mắt của chúng, để nó nghe đủ như gì cần nghe và thấy đủ như gì cần thấy, để giữ cho đời sống của nó trong sạch, để Chúa có thể sử dụng nó làm nguồn phước ở trong tương lai. Bởi vì anh chị em, những gì chúng ta nghe và mắt của chúng ta thấy, nó bị ảnh hưởng bởi cha của sự nói dối, và nó đang tuyên truyền, và rất dễ để chúng ta tin những điều đó. Đấy lý do tại sao để một ngày của chúng ta có thể được phước của Chúa, chúng ta cần nhận chân lý từ nơi Đức Chúa Trời. Đấng có chân lý là lời của Ngài, khi chúng ta dành thời giờ với Ngài trước. Còn nếu không, chúng ta sẽ dành thời giờ để chúng ta nghe những lời tuyên truyền của ma quỷ, là cha của sự nói dối. Trong nó không có chân lý, nó nói dối theo bản tính của nó, vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Nên chị em chúng ta quá quen với việc nghe những lời nói dối. Chúng ta không phải như vậy, nhưng mà ma quỷ nó tuyên truyền một lúc chúng ta nghe. Người không thể là người trung tín được, chúng ta dễ tin những lời dối trá độc hại hơn. Người không phải là người của Đức Chúa Trời, người không phải là một người mẹ tốt, người sẽ không bao giờ thoát hết nợ, người sẽ không bao giờ thắng được những thói hư tật xấu đó, người sẽ luôn là một kẻ nghiện ngập, người sẽ luôn mắc gốc bế tắc. Quyết tâm như vậy đi, rồi ngày tuần sau cũng sẽ trở lại chứng nào tật nấy. Rất dễ để chúng ta tin những lời dối trá của ma quỷ. Chúa Giêsu nghe phán, nhưng lẽ thật thì sẽ giải phóng chúng ta. Amen. Xin lẽ thật của Chúa sẽ giải phóng chúng ta, và để chúng ta có thể tấn tới trong bước đường đi theo Chúa của chúng ta, trưởng thành ở trong Chúa, được Chúa nghe ban phước. Anh chị em có nhớ khi chúng ta làm cái việc gì đó mà chúng ta không tự hào, mình phạm một cái lỗi nào đó, thì đây là điều chúng ta thường nghe: người không thể thay đổi, đó là con người của ngươi. Ma quỷ tấn công vào cá tính của chúng ta, ma quỷ nói với chúng ta ngươi đã làm một điều rất là tồi tệ. Ma quỷ tấn công vào cái cá tính của chúng ta, bạn là một con người thật là tồi tệ. Ma quỷ không nói là chúng ta làm một điều tồi tệ, nhưng mà nó nói bạn là con người tồi tệ. Nó tấn công vào chính con người của chúng ta, chứ công việc không phải là việc chúng ta làm. Đây là điều mà chúng tôi huấn luyện và giúp đỡ cho để hôn nhân hạnh phúc. Trong các lớp chuẩn bị cho hôn nhân, một trong những điều hết sức là quan trọng để giải hòa khi có những cái bất hòa trong gia đình, trong hôn nhân, đó là chúng ta tập trung tấn công vào vấn đề, chứ đừng tấn công lẫn nhau. Đi làm về thấy nhà của mình nó không có sạch như ý mình muốn, thì không ngoan nhất là hỏi em là nhà của mình hôm nay sao nó bề bộn quá, em cần anh giúp cái gì để mình có thể dọn dẹp nhà cho tốt hay không? Cả hai sẽ tập trung vào tấn công vào vấn đề là nhà của mình bề bộn. Đây là một cái lối tấn công lẫn nhau nguy hiểm vô cùng. Sao bà ăn ở dơ vậy? Chắc là gia đình của mẹ của bà, cha mẹ của bà cũng ăn ở như thế này phải không? Cả dòng họ chắc là những người ăn ở dơ như thế này phải không? Anh chị em, lúc đó là có thể có án mạng đó. Bên kia trả lời rồi, mắc mới gì mà ông lôi cha của tôi ra. Và chúng ta thấy là bây giờ tấn công lẫn nhau, gia đình, gia tộc lôi hết vô và chúng ta tấn công. Và khi chúng tôi được mời đến, anh chị em tôi không biết làm sao để dọn dẹp cái chiến trường đó. Vì tấn công lẫn nhau, đó là công việc của ma quỷ. Nó tấn công vào cá tính của chúng ta, về con người chúng ta, chứ không phải là việc chúng ta làm. Người làm như vậy, phạm tội như vậy mà còn xứng đáng gì để đi nhà thờ, ở nhà cho rồi. Người nên xấu hổ, đừng có nhìn ai, đừng có gặp ai nữa hết.
Con người của ngươi quá tồi tệ. Ngươi là người giả hình. Ngươi là kẻ nghiện ngập, kẻ thất bại. Ngươi sẽ không bao giờ có thể thay đổi được. Đây mới chính là con người thật của ngươi. Nghe quen không chứ? Nó cám dỗ mình phạm tội xong nó lên án mình. Nó chà đạp mình. Còn tiếng nói khác. Mà tôi khuyến khích anh chị em tập làm quen. Con ơi, con làm cái việc đó sai rồi. Con nên thay đổi. Tiếng nói của sự cáo trách, chứ không phải lên án. Làm quen với tiếng cáo trách của Đức Thánh Linh. Ngài không chà đạp chúng ta, Ngài không tấn công vào con người chúng ta. Ngài tấn công vào việc tay chúng ta làm, công việc của chúng ta. Vậy Ngài biết sự cứu rỗi của Ngài đã làm gì cho cuộc đời của chúng ta. Satan nó muốn làm gì anh chị em? Nó muốn đánh vào cá tính của chúng ta, chính con người của chúng ta, chứ không phải việc chúng ta làm. Để chi? Để nó có thể tiếp tục cai trị trên chúng ta. Cá tính méo mó của chúng ta sẽ bắt đầu phá hoại sự thành công của bước đường đi theo Chúa của chúng ta. Cá tính méo mó của chúng ta sẽ bắt đầu phá hoại sự thành công của đời sống tâm linh của chúng ta và sự tiến triển của chúng ta trong bước đường đi theo Chúa. Nó muốn tất cả cái guồng máy của sự tăng trưởng của chúng ta trong Chúa dừng lại. Vì kế hoạch của nó, mục đích của nó, tất cả đều là cướp, giết và hủy diệt. Nhưng mà Chúa Giê-xu Ngài đến đó thì để cho chiên của Ngài được sự sống và được sự sống sung mãn. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta để cho Satan nó lên án chúng ta, nó tấn công vào trong cá tính của chúng ta, và khi cá tính của chúng ta đã bị biến dạng, đã bị mất méo, thì bây giờ chúng ta sẽ phản ứng theo như cách mà Chúa nó đã nhồi nhét ở trong đầu của chúng ta. Chúng ta bắt đầu nghĩ, đúng rồi, tôi có cái cá tính hay nghiện ngập. Thì như vậy, tôi không thể nào giải quyết và làm cái gì khác hơn được. Cho nên khui cái chai rượu mạnh đó ra lại. Bấm vào trong những cái trang để xem những cái phim lõa thể tình dục đó. Dâm dục đó. Khi chúng ta lý luận đó là con người của tôi. Và đó là việc tôi đã định phải làm. Đây chính là cá tính của tôi. Thì chúng ta sẽ bị nó cai trị. Là bạn nghĩ tôi rất dở trong việc quản lý tài chính. Tôi không bao giờ tiến bộ được trong đời sống tài chính. Tôi sẽ luôn thiếu thốn. Thôi bây giờ cụ em sợ lỡ nữa, cho nên lên Amazon mà cứ bấm order, khi đến khu mua sắm cứ mua sắm. Và nó làm cho chúng ta suy nghĩ rằng cái tánh tình của tôi nó cũng khó chịu, không có thân thiện. Tôi sẽ không bao giờ có những người bạn thân được. Cho nên tôi không thể tin ai hết, không bao giờ muốn xích gần lại với ai. Và cuối cùng thì chúng ta sống ở trong cảnh cô đơn vì không có một người bạn thân nào hết. Cá tính méo mó của chúng ta sẽ tạo ra những thói quen tiêu cực. Thói quen tiêu cực của chúng ta sẽ củng cố cá tính méo mó của chúng ta. Chúng ta làm. Rồi nó củng cố chúng ta. Đúng rồi, con người của tôi là như vậy. Tôi không sửa được, tôi không thay đổi được. Đừng mắc mưu ma quỷ anh chị em. Làm sao để chúng ta có thể phá vỡ cái chu kỳ quỷ diệt này? Theo như lời của Chúa Ê-phê-sô chương 4 mà chúng ta đã xem, đó là chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta phải thay đổi dựa trên lời của Chúa. Vì bạn không phải là con người mà ma quỷ nói. Dù nó có thể dán cho chúng ta nhiều cái nhãn, nhưng mà chúng ta không phải là con người mà ma quỷ nói về chúng ta. Bạn cũng không phải là con người mà những người khác nói. Người ta có thể nhìn chúng ta một lần thất bại, họ gọi chúng ta là kẻ thất bại. Không, đó không phải là chúng ta. Bạn không phải là con người mà bạn nghĩ về chính mình. Lúc nhỏ mình có thể được nghe những cái câu mắng mà bây giờ nó để lòng. Tao mà biết đẻ mày ra, tao đẻ cái trứng ra tao luộc ăn còn ngon hơn. Thầy không thầy mà thợ không ra thợ, ở đời không ai nhờ. Cái mặt của mày nó không có làm nên được cái gì hết. Lúc nhỏ mới có mấy tuổi à. Tôi từng ở trong cái xóm mà nghe những bà mẹ mắng con như vậy, nó làm sao nó ngóc đầu lên nổi. Đối với người Việt Nam của chúng ta, mình nghe cái mình thấy ô cái câu này hay nha, bỏ vô trong túi để dành cái con của mình nó làm cái gì mà mình không giữ ý, cái mình đem hết cái vốn liếng mà mình thu lượm được
mặc con người cũ của những cái thói quen cũ đó anh chị em, trút đổ trên con cái. Có một cái tranh phim họa, thấy cái hình ảnh của một cái miệng mở ra, và trong đó có một cái cánh tay, vùng cái nắm tay nó đi ra. Lời nói của chúng ta như những cú đấm, có thể làm cho nạn nhân, có thể làm cho con, cho cháu của chúng ta bị đo ván được. Bởi vì khi nói những lời ác độc anh chị em, có những người họ có khả năng, họ nói nó ác vô cùng. Như tôi kể với anh chị em, năm 1992 khi tôi về Việt Nam thăm gia đình, lúc đó các em của tôi, gia đình có một cái chỗ bán đồ kim hoàn ở giữa chợ. Thì tôi ngồi đó, rồi các em nó mua cho một dĩa cơm sườn. Trong lúc chờ cơm sườn đến và người ta mới vừa bưng đến thì có hai bà bạn hàng, bà chửi nhau. Tôi ngồi tôi nghe mà mặt của tôi có cảm giác như nó lúc nó đỏ lúc nó xanh đó. Mình nghe mình mắc cỡ giùm. Đừng bà con gái gì mà nói chuyện như vậy mà vẫn có thể nói được mà ở giữa chợ. Các em của tôi nhìn xem, anh bán ăn đi anh bán. Tôi nói ăn hết ngon rồi các em. Đi ra ngoài này, ra xứ người, ở một thời gian trở về, ngạc nhiên. Mà thật ra thì cũng không phải là ngạc nhiên, bởi vì tội nhân thì phạm tội là việc của nó. Sinh ra trong sự gian ác thì cái việc gian ác là việc của họ. Trừ trường hợp có một sự can thiệp của Đức Chúa Trời, tái sanh biến đổi con người chúng ta, không chúng ta cũng sẽ giống như những người xung quanh của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tôi đề nghị với anh chị em cá tính lấy Đấng Christ làm trung tâm sẽ dẫn đến những thói quen tôn vinh Đấng Christ. Và những thói quen tôn vinh Đấng Christ sẽ củng cố cá tính lấy Đấng Christ làm trung tâm. Cuộc đời của chúng ta đi theo Chúa là như vậy đó anh chị em. Người ta nói rằng thành công là khi chúng ta làm những quyết định đúng. Đời sống thành công là khi chúng ta làm một chuỗi của những quyết định đúng trong cuộc đời của chúng ta, và cái kết quả của nó không thể nào khác hơn được là thành công. Mà không ai có thể giúp chúng ta được trừ ra Chúa. Để chúng ta có thể quyết định một cách đúng đắn, chúng ta làm theo lời của Đức Chúa Trời, để đời sống của chúng ta có thể kinh nghiệm được những quyết định hết sức là tốt đẹp. Đức Chúa Giêsu là khuôn mẫu của chúng ta. Thì chúng ta để ý khi Đức Chúa Giêsu Ngài đối diện với một tình huống, Ngài đặt ba câu hỏi và Ngài đã làm gì. Đức Chúa Giêsu chính là mô hình của một con người được đầy dạy Đức Thánh Linh, bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, đời sống có thể kết quả và làm nguồn phước cho muôn người như thế nào. Ngài chính là khuôn mẫu cho chúng ta để chúng ta có thể học theo Ngài. Vì chúng ta đã được nghe về Ngài, chúng ta được giảng chân lý ở trong Ngài, trong cuộc đời của chúng ta, thì hãy học theo Chúa. Một ngày bận rộn trong chức vụ của Chúa Giêsu, Ngài giảng tin lành nước trời, Ngài chữa bệnh, Ngài đuổi quỷ. Sau một ngày bận rộn phục vụ như vậy, Chúa Giêsu rất mệt. Ba câu hỏi mà tôi hình dung Chúa có thể đặt câu hỏi là ta là ai? Chúa Giêsu biết, Ngài đã xác nhận với nhà hội khi Ngài mở cuốn sách tiên tri Esai, nhằm tiên tri Esai chương thứ 61. Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta, Ngài sức dầu cho ta. Chúa biết, Ngài là người được Đức Giê-hô-va sức dầu cho Ngài. Cho nên Ngài cần Chúa Cha, Ngài cần để trở lại nguồn của sự sức dầu của Ngài. Ngài đang ở trong tình huống nào? Mệt mỏi, thể chất kiệt sức vì một ngày phục vụ hết sức là bận rộn như vậy. Câu hỏi thứ ba là người như thế này sẽ làm gì khi mệt mỏi kiệt sức ở trong hoàn cảnh như vậy? Câu trả lời là họ cầu nguyện. Đây là điều mà chúng ta để ý thấy Đức Chúa Giêsu. Luca chương 21 câu 37. Ngày nào cũng thế, ban ngày Chúa Giêsu vào đền thờ giảng dạy, ban đêm Ngài về nghỉ trên núi Olive. Chúng ta biết núi Olive là nó là một cái đồi cao khoảng chừng 330 feet cao hơn thành Jerusalem. Nếu chúng ta đến Sứ Thánh, chúng ta có thể ngồi ở trên núi Olive và chúng ta nhìn qua xuống dưới thung lũng, chúng ta sẽ thấy mặc dù Jerusalem cũng là một cái thành ở trên cao, nhưng mà so với lại núi Olive thì thấp hơn. Và dưới có một cái trũng và cảnh rất là đẹp từ cái chỗ đó. Ban ngày Chúa Giêsu đi vào ở trong đền thờ và thành Jerusalem, Ngài giảng đạo tại đó. Ban đêm Ngài trở về nghỉ ngơi ở trên núi Olive. Chúng ta đi tiếp ở trong Luca chương 22-39. Sau đó Đức Chúa Giêsu ra đi lên núi Olive theo như thói quen
các môn đồ cùng đi theo Ngài. Ban ngày Chúa theo thói quen ngày nào cũng vậy, Ngài vào trong thành để giảng dạy ban ngày. Ban đêm theo thói quen Ngài lên núi Olive để cầu nguyện. Chúa Giêsu biết khi cho ra một lúc thì sự sức dầu sẽ cạn dần. Để có thể tiếp tục phục vụ, phải trở lại với nguồn để nhận được sự tái độ đầy. Cho nên thì giờ cầu nguyện ở riêng với Chúa Cha trong hoàn cảnh tại đây, Chúa Giêsu Ngài nghỉ ngơi trên núi Olive và tại đó Ngài cầu nguyện. Ngài đã bày tỏ chúng ta một cái khuôn mẫu hết sức là quan trọng ở tại đây. Đừng dại dột anh chị em, cho ra mà không trở lại với nguồn của sự sức dầu của mình, thì một lúc chúng ta sẽ cho ra của xác thịt. Ban đầu thì ngọt ngào hầu vì Chúa lắm, đến một lúc sau mệt quá mà không có trở lại với Chúa để nhận sự sức dầu tươi mới đó, bắt đầu xác thịt nó xuất hiện. Rồi chúng ta nghe toàn là những cái chuyện chua cay đắng thay vì ngọt ngào giống như trước đây. Đức Chúa Giêsu Ngài ban ngày đi vào đền thờ để giảng dạy, ban đêm Ngài về nghỉ trên núi Olive theo như thói quen Ngài làm mỗi ngày. Chúng ta đi đến cái thói quen ở đây, Chúa Giêsu làm một cái công việc mà chúng ta thấy tại đây, Ngài không cố gắng cầu nguyện, nhưng mà Ngài là con người cầu nguyện. Cố gắng như tuần rồi chúng ta đã học là chúng ta ráng cố gắng sửa những cái hành vi của mình. Nhưng mà khi chúng ta biến đổi và trở nên chúng ta là ai trước, thì những việc còn lại nó sẽ theo sau chúng ta. Chúng ta là người được Chúa sức dầu. Chúng ta là con gái của Chúa. Chúng ta là người biết ơn Chúa Giêsu vì mối liên hệ bị gãy đổ, vì chúng ta hụt mất sự vinh hiển, mà Chúa Giêsu đã trả một cái giá đắt như vậy từ thập tự giá để phục hồi lại cho chúng ta. Cho nên đừng phí phạm sự đau đớn của Ngài, thương khó của Ngài để chúng ta được phục hồi trong mối liên hệ của mình với Chúa Cha. Khi hiểu điều này, mà hội thánh của Chúa hãy nhớ điều này, tôi không hiểu nổi làm sao một người có thể sống suốt một ngày mà không có lời của Chúa nuôi dưỡng phần tâm linh của mình. Tôi không thể hiểu nổi những người làm sao họ có thể để cả một tuần lễ mà không cầu nguyện. Mình bị cúp điện, mình bị bỏ đói. Để đó mà miệng cứ nói tôi là anh hùng đức tin, tôi là giọng sĩ ốm đói. Không có lời của Chúa. Vì người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, bèn là nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Thay vì tập trung vào những điều chúng ta muốn làm, hãy quyết định bạn muốn trở thành ai. Tuần rồi chúng ta đã nhắc đến cái lý do thuộc linh, là cái chuyện chúng ta quan tâm nhất. Cái phương cách thuộc linh thì cái chuyện đó chuyện thứ yếu. Hãy tập trung vào điều quyết định chúng ta muốn trở thành ai. Một số trường hợp để chúng ta có thể thấy ở tại đây. Quyết định: tôi là một người mẹ có mặt đầy đủ và hoàn toàn chăm sóc con cái của mình một cách có chủ ý. Cho nên khi ngồi ở tại bàn ăn, có chồng, có con ở trên bàn, điện thoại reo, reng, 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 tôi sẽ không chụp lấy cái điện thoại đó bởi vì tôi muốn có mặt với con cái và với chồng của mình trong bữa ăn. Lịch sử mục sư mình phải bắt điện thoại lên. Anh chị em, ngày xưa không có điện thoại cầm tay đó. Người ta gọi mình không gặp, người ta gọi lại sao? Và đối với những người mong đợi là mình gọi điện thoại một cái là mục sư Khánh ông phải bắt liền. Ông soạn bài giảng, kệ ông chứ, tôi gọi là ông phải bắt điện thoại của tôi liền. Tại sao ông dám không bắt điện thoại của tôi? Đối với tôi, điện thoại là một cái phương tiện để chúng ta truyền thông. Cho nên nói chuyện với tôi ở trên điện thoại, anh chị em nghe chán lắm. Hỏi ông, em ngồi ông làm thinh. Rồi chút ông trả lời, rồi xong cái ông làm thinh tiếp. Bởi vì đối với tôi, điện thoại không phải là cái phương tiện để chúng ta ngồi lê đôi mắt. Những người mẹ muốn làm một người mẹ có mặt ở trong đời sống của con cái của mình, trong đời sống của chồng của mình, thì chúng ta phải cắt giảm những thứ làm cho chúng ta vắng mặt. Có cái cảnh mà tôi thấy lần đầu tiên 10 năm về trước ở tại Malaysia. Bây giờ tôi thấy rất là nhiều trong các gia đình Việt Nam của mình. Tôi gặp một cái gia đình của một người luật sư ở tại Malaysia. Ông bà mời chúng tôi đi ăn. Ra tới tiệm ăn, đứa con trai thì cái mắt của nó là nó dính ở trên màn hình. Người mẹ múc muỗng để trong miệng nó nhai nhai nhai, mà con mắt của nó không nhìn cái nó ăn cái gì.
chỉ nhìn vào ở trong cái đó thôi. Rồi cho đến xong cái bữa ăn, trả tiền, mắt của nó vẫn còn nhìn ở tại đó. Tôi tin rằng một cái bệnh của thế kỷ của chúng ta, 21 của chúng ta, của thời đại chúng ta là cái bệnh mà mỗi người trên bàn ăn đều có một trái táo. Ăn táo thường thì là một cái one apple a day, keep doctor away. Đúng là ăn táo thường á. Còn cái trái táo mà là cái trái táo của Apple phone, Apple iPad, anh chị em, mỗi người một trái ở trên bàn thì không bao lâu gia đình nó sẽ tan nát. Thế mới gặp nhau trên bữa ăn lúc bây giờ hết sức là quan trọng, hết sức là tốt đẹp. Mà người nào cũng có trái táo không? Tôi quyết tâm muốn trở nên một người có một đời sống trong sạch trong Đấng Christ. Cho nên sẽ không xem những phim khiêu dâm, những phim bậy bạ. Tôi là người của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ hy sinh sự sống của mình để phục vụ vợ con của tôi. Đây là cái gương lãnh đạo phục vụ mà Chúa Giê-xu đã bày tỏ cho chúng ta. Người Do Thái công cách lãnh đạo rất lạ. Các tướng lãnh của Do Thái không giống như tướng lãnh của Việt Nam của chúng ta và các nước khác. Đứng ở một chỗ tướng kêu anh em tiến lên. Người Do Thái tướng của họ chạy trước và nói anh em theo tôi. Chúa Giê-xu là người chăn hiền lành. Ngài đi trước và chiên của Ngài đi theo sau Ngài. Ngài lãnh đạo trong sự phục vụ, Ngài rửa chân, Ngài phục vụ các môn đồ của Ngài. Hãy những người chồng tin kính Chúa, làm như vậy đi rồi bạn sẽ thấy gia đình của bạn được phước vô cùng. Tôi là người đã được phục hồi. Tôi sẽ chứng minh cho thế giới thấy quyền năng thay đổi mà Đức Chúa Jesus Christ đã làm trên cuộc đời của tôi. Nên tôi sẽ giữ cái lời làm chứng của mình và không để chính mình bị cám dỗ với lại những cái thói hư tật xấu, những cái nghiện ngập trước đây. Amen anh chị em. Như vậy có nghĩa là cái rốt nhân chúng ta phải đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Là cái rốt nhân tôi đặt Chúa đứng hàng đầu trong đời sống tài chánh của mình. Là cơ đốc nhân, tôi là người có kỷ luật. Và tuần rồi chúng ta đã nhắc nhau, Đấng Christ ở trong tôi mạnh hơn tất cả những ham muốn xấu ở trong cuộc đời của tôi. Đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Ma quỷ có thể cám dỗ chúng ta, nhưng mà Chúa ở trong chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian này. Chúng ta sẽ thắng. Trở lại là một cơ đốc nhân, chúng ta là những người của Kinh Thánh. Tôi nhớ nhiều năm về trước, Hội Thánh của Chúa tại nước Mỹ này, đi hội đồng cũng ông mục sư đó giảng, đi trại mùa đông của ông mục sư đó giảng, mấy ông mục sư đó, rồi trại mùa hè của mấy mục sư đó. Thế một ngày tôi hỏi Chúa, Chúa ơi, khi mấy ông này lớn tuổi về hưu, hay là họ qua đời, họ về với Chúa, ai sẽ thay thế họ? Ngày hôm đó là một cái ngày đổi đời của tôi. Tôi nghe tiếng của Chúa nói, và tôi nhớ như là mới mấy phút vừa qua. Con dành thì giờ ở riêng với ta trong nơi kín nhiệm, học hỏi lời của ta, ta sẽ dùng con tại bục giảng. Con dành thì giờ ở riêng với ta trong sự cầu nguyện, ta sẽ sử dụng con ở giữa công chúng. Tôi nhận biết rằng Chúa nói rằng con có thể làm người thay thế, con sẽ là người sẽ giảng ở các đại hội, con sẽ người được ta sử dụng ở giữa công chúng khi con dành thì giờ ở riêng với ta trong nơi bí mật, ở trong nơi kín nhiệm. Phải không chị em? Chúng ta muốn được Chúa Ngài sai phái chúng ta để đi và rao giảng lời của Chúa cho nhiều người mà chúng ta không biết Kinh Thánh, thì sai chúng ta đi ra chúng ta giảng cái gì? Chúng ta phải biết lời của Chúa, chúng ta phải ở trong sự thân mật riêng tư với Chúa trong thời giờ cầu nguyện và thời giờ học Kinh Thánh. Ban ngày Đức Chúa Giê-xu đi vào thành Jerusalem giảng ở tại đó, ban đêm Ngài trở về trên đồi núi Olive và Ngài cầu nguyện ở tại đó. Và Chúa làm mỗi ngày. Mỗi ngày. Cảm ơn Chúa. Mỗi hành động chúng ta thực hiện là một cuộc bỏ phiếu cho mẫu người mà chúng ta muốn trở thành. Không có một công việc nào, tiếng Anh họ nói là giống như là silver bullet, một cái viên đạn bằng bạc, bắn một cái là diệt liền kẻ thù. Không, mà là một chuỗi của những công việc chúng ta chọn và làm. Vẫn theo sự hướng dẫn của Chúa, chúng ta làm vì chúng ta muốn trở thành một con người như ý của Chúa Ngài đã định. Sa-tăng nó nói rằng đó chính là con người của ngươi,
Ngươi không thể thay đổi đâu. Nhưng mà Chúa thì khác. Chúng ta trở lại với Ephesos chương 4, câu 21-24. Vì anh em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, đúng như chân lý trong Đức Chúa Giê-xu. Vậy anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn của dối trá, nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết. Cảm ơn Chúa. Không phải thay đổi hình vi, nhưng mà được Chúa nghiệp biến đổi chúng ta, biến đổi tâm linh của chúng ta. Anh chị em chuẩn bị cài dây an toàn. Bạn là ai? Satan nó nói láo chúng ta, nó nói dối chúng ta, nó bịp bợm chúng ta lâu rồi. Bây giờ hãy nghe lời của Đức Chúa Trời nói chúng ta là ai. Bạn là một tạo vật mới trong Đấng Christ. Hallelujah. Có bao nhiêu người amen với điều đó? Chúng ta là tạo vật mới trong Đấng Christ. Chúng ta là việc của Đức Chúa Trời làm nên, được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ, để làm những việc lành mà Chúa Ngài đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Bạn là ánh sáng của thế giới. Bạn là sứ giả của Chúa. Bạn là ngoại giao cao cấp nhất được Đức Chúa Trời gửi từ thiên đàng nước trời đến với các nước của thế gian này. Bạn là đại sứ của nước trời. Không phải Satan nói bạn là ai, không phải người khác nói bạn là ai, cũng không phải là con người bạn nghĩ mình là ai, nhưng mà chúng ta là con người mà Đức Chúa Jesus Christ bảo chúng ta là ai. Cảm ơn Chúa. Bởi vì tôi là đại sứ của nước trời, tôi phải có một lối sống từ lời ăn tiếng nói của tôi, nó phải xứng hiệp vì tôi đang đại diện nước trời. Tôi đang công bố đường lối của nước trời. Như một đại sứ được một đất nước sai phái mình đi, thì người này không được quyền nói bất cứ một đường lối nào, chính sách nào khác, mà phải là chính sách và đường lối của nước mà mình được sai phái. Anh chị em yêu dấu, sẵn sàng để được khích lệ với lần này. Bạn không chỉ là một người đắc thắng, mà bạn là người được đắc thắng bội phần. Không phải chỉ đắc thắng thôi, mà Chúa Ngài cho chúng ta còn hơn nữa, còn dưới hơn nữa, quyền năng hơn nữa, để chúng ta chẳng những thắng mà là những người thắng bội phần, gọi là dư sức thắng. Cảm ơn Chúa, trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là những người đã được làm đắc thắng bội phần trong Chúa. Bạn là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Bạn được tha thứ, bạn được chuộc, bạn được chọn, bạn được gọi, bạn được biệt lập, bạn được đầy dẫy cùng một Thánh Linh đã làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ cõi chết. Ngài đang ở trong bạn và Ngài có quyền để biến đổi và làm việc xuyên qua đời sống của bạn. Ma quỷ ngươi im miệng. Chân lý của Đức Chúa Trời nói rằng ta có thể thay đổi. Tạ ơn Chúa chúng ta đã rời bến. Amen anh chị em. Có ai muốn trở lại bến cũ không? Đừng trở lại với những thứ cũ nữa. Đổi mới tâm trí của mình. Đổi cái sự suy nghĩ của mình về con người thật của mình ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Đó mới là người thật. Ma quỷ nó nói không, không. Con người thật của ngươi là như thế này, không, không. Mày nói dối. Vì Đức Chúa Jesus Christ là chân lý, Ngài đã phán về ta ở trong địa vị trong Chúa. Ai ở trong Đấng Christ thì nấy được dựng nên mới. Mọi sự cũ qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Tin ai? Tin Chúa. Đừng tin ma quỷ nữa. Bây giờ mình biết rồi, nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Có nghĩa là nó đẻ ra cái gì là nói dối hết. Cảm ơn Chúa. Anh xem được khích lệ không? Hãy đến với Chúa trong thời gian này. Xin mời Thánh chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Xin Thánh Linh của Chúa trong thời gian này đến với mỗi chúng ta, để trong con mắt của tâm trí của chúng ta, chúng ta thấy con người mà chúng ta muốn trở nên. Một con người bởi quyền năng của Chúa có thể thay đổi đó. Người đó như thế nào? Yêu mến Chúa, có đời sống tin kính, có những kỷ luật thuộc linh hết sức là cần thiết để con đời sống cứ tăng trưởng lên trong Chúa. Một người có lời nói ân hậu, một người được ơn của Chúa và ơn của Chúa vây lấy mình như một cái thuẫn tre. Mình đi đâu ơn của Chúa cũng bao phủ. Lời nói của mình gây dựng, khích lệ, nâng đỡ những người có cần. Khi mình đưa tay ra cứu giúp cho những người có cần, khi mình gặp những người có nhu cầu, mình có thể nói rằng tôi có thể làm gì cho bạn. Con người đó đã được định ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã có địa vị đó rồi. Ai trong Đấng Christ thì nấy được dựng nên mới. Điều này có nghĩa là Chúa không đem đồ cũ về, Chúa Ngài tân trang để Chúa xài.
mà Chúa ngày dựng nên mới hoàn toàn ở trong Đấng Christ. Mọi sự cũ qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Mọi sự đều trở nên mới, đó trở nên có nghĩa là một cái tiến trình. Chúng ta đã bắt đầu rồi, bây giờ hãy bước đi và để Chúa ngày giúp đỡ chúng ta, để chúng ta đạt được đến con người đó. Anh chị em có thấy con người đó chưa? Giống như khi nãy anh Đức có chia sẻ, ông Joseph, ông đã thấy được cái con người đó. Con người mà các anh một ngày khi gặp ông phải cúi xuống mới có thể ra mắt gặp ông được. Luôn cả cha của ông, mẹ của ông, mặt trời mặt trăng cũng phải cúi xuống ở trước Joseph, vì ông sẽ ở trong địa vị rất cao. Và chúng ta biết việc đã xảy ra, ông trở nên thủ tướng của đế quốc Ai Cập trong lúc bấy giờ. Cho nên ông đã thấy những điều ông đã thấy rồi, những chuyện tạm trước mắt của ông nó không đúng như những gì ông đã thấy, cho nên ông biết nó là tạm thời. Chuyện mình bị ném xuống hố là chuyện tạm thời. Cái chuyện mà mình bị bán làm nô lệ là chuyện tạm thời. Cái chuyện mà mình bị bà chủ, bà tấn công mình không được, bà là vu khống mình là chuyện tạm thời. Vào tù, tạm thời. Giải niềm chiêm bao cho người ta. Người ta hứa rằng sẽ nói với vua, với Pharaoh để minh oan cho mình. Ông quên bắn luôn trong 2 năm. Nhưng mà đó cũng là chuyện tạm thời, bởi vì những gì mình đã thấy. Nhưng rất là quan trọng anh chị em. Anh chị em có thấy con người mới, con người được biến đổi, con người được ơn và được Chúa ngài sử dụng không? Xin Chúa giúp đỡ để tất cả chúng con đều thấy chúng con là ai trong Đấng Christ. Cho như Đức Chúa Giêsu cần Cha, chúng con cũng cần Ngài. Xin giúp đỡ chúng con, tại chúng con sẽ gặp Chúa phần đầu tiên của Ngài. Chúng con sẽ dâng cho Chúa ngày đầu tiên của tuần. Chúng con sẽ dâng cho Chúa phần 10 đầu tiên của lời tức của chúng con. Xin ban phước, xin giúp đỡ để tất cả chúng con, không thiểu số, nhưng mà tất cả những ai đã được Chúa ngày sắp đặt để hôm nay được nghe sứ điệp này, chúng con đều sẽ được phước và làm nguồn phước cho muôn người, cho dân tộc của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa cho ban phước trên anh chị em. Bước đi trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài, trong sự biến đổi của Chúa, để chúng ta làm nguồn phước cho muôn người. Chúng tôi sẽ ở lại và cầu nguyện cho những ai có nhu cầu. Còn hội thánh, hãy gặp lại quý anh chị em ở trong những buổi nhóm kế tiếp của chúng ta. Xin Chúa nhà ban phước để chúng ta được ơn ở trước mặt Chúa. Hẹn gặp lại quý vị trong ơn của Chúa. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.